lời tiên tri chính xác 100%, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nhận lộc trời ban, tiền vàng ngập két, giàu có nhất thiên hạ sau 55 tuổi, nếu chớp lấy ba cơ hội này. Vâng, quý cô bác tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 kính mến. Trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một cơn sóng thủy triều lúc cao, lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề, bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hoặc bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc cuộc sống kiểm soát lại bạn, mà người khôn ngoan ắt hiểu rằng, vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, sau 55 tuổi tới đây, người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, là con giáp khổ tận cam lai, trước đây khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, thì tới sau 55 tuổi trở đi, sung túc và giàu có bấy nhiêu, nếu nắm bắt được thời cơ, thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, vừa nhàn hại trăm bề, phúc đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể về tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 sẽ diễn ra sao, vận may từng tháng là gì, bản mệnh cần phải làm gì để nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám, thì ngay bây giờ cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói, họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Kỷ Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ, bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Người tuổi Kỷ Dậu thường có xu hướng cầu toàn, tỉ mỉ và chi tiết, họ thường trở thành những nhà quản lý giỏi. Có thể nói vị trí của những người cầm tinh con gà trong cộng đồng là hết sức quan trọng đối với họ, nên họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình. Tuổi Kỷ Dậu thích sự phô trương, thích những nơi lộng lẫy và sang trọng, và họ đặc biệt thích tiệc tùng và lễ hội để họ có thể khoe những bộ cánh thời thượng của mình. Người tuổi Kỷ Dậu thường rất hãnh diện về gia đình và họ là những người quản lý gia đình cũng rất hiệu quả. Họ ưa thích sự ngăn nắp và gọn gàng, nhà cửa với tuổi Kỷ Dậu lúc nào cũng phải tươm tất. Với tuổi Kỷ Dậu, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Người cầm tinh con gà thường ưa chuộng truyền thống và họ thường thích trang trí nhà bằng các đồ gỗ nội thất. Đặc trưng của người tuổi Kỷ Dậu bề ngoài là người cấp tiến tự cho mình là tài giỏi, nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ ưa tranh luận mà bất chấp về cảm giác của người khác thế nào, họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Người tuổi Kỷ Dậu thích được khen ngợi, khi bị ai đó phê bình, họ sẽ tìm mọi cách phản bác lại và sẽ không chịu thừa nhận sai lầm đó. Nhưng thế nào thì mọi người cũng sẽ yêu mến họ vì tính cách chịu khó và cần cù. Trong lĩnh vực kinh tế, tuổi Kỷ Dậu là các nhà quản lý có tài và họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Người tuổi Kỷ Dậu rất tinh nhanh, năng nổ và khả năng tổ chức cao, họ nghiêm túc chăm chỉ, thẳng thắn và biết cách giải quyết khó khăn, đó là những phẩm chất tốt để họ bù đắp những điểm khuyết của bản thân. Tính cách của người tuổi Kỷ Dậu được chia làm hai loại cơ bản, một loại thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi, còn một loại kia là người giỏi quan sát, biết cách đoán ý người khác qua lời nói sắc mặt, thường hai nhóm này không nên kết hợp với nhau. Người sinh năm Kỷ Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường, họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ vì họ thường có vẻ ngoài được tôn kính đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Người sinh năm Dậu là những diễn viên tuyệt vời, họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người, tính cách của họ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý, họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì bạn rất dễ gặp thất bại. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về người tuổi Kỷ Dậu, bạn nhất định phải chịu đựng tính ưa thích tranh luận của họ. Tranh luận với người khác là thiên tính, không thể lay chuyển được họ. Vì vậy, về điểm này,
có làm bạn khó tiếp nhận đến đâu thì bạn vẫn phải khống chế bản thân, không được nổi cáu. Nếu không chẳng may bạn chạm phải ngòi nổ lúc nào cũng sẵn sàng của họ thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Khi người tuổi Kỷ Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình và họ tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ, cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân, cũng không nên khoe khoang, khoa trường với họ mà gặp bất lợi. Nếu người tuổi Kỷ Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn thì họ sẽ có đặc điểm nói sai. Thật không may là những người này thường thổi phồng khuếch trương lời nói của họ, không hề nhận ra sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Người tuổi Kỷ Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạo với mọi người, sống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị khó đoán trước. Hầu hết người tuổi Kỷ Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình, họ tính toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi. Họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính toán rất cẩn thận, mỗi việc phải làm và rất quý trọng thời gian của mình. Con cái của người tuổi Kỷ Dậu cũng có thể nhận chức vụ nhân viên bảo quản tài sản để bố mẹ gửi cho chúng từng đồng tiền nhỏ với mục đích để bọn trẻ tăng thêm vốn cho ngân hàng. Nếu như bạn có tật tiêu vung tay quá chán thì hãy gửi tiền cho những người tuổi Kỷ Dậu, họ sẽ giúp bạn lên kế hoạch chi tiêu chính xác, nghiêm túc và tật xấu của bạn sẽ dần mất đi. Dưới sự quản lý của các chuyên gia kinh tế tinh nhanh là họ, tiền của bạn xuất ra sẽ được dùng ở những chỗ hợp lý, thu nhập của bạn cũng được tích góp lại, giúp bạn có tiền đồ trong cuộc sống, có được người quản lý tài chính, tuổi Kỷ Dậu bảo hộ cho bạn, thì những chủ nợ sẽ không ngày đêm đến làm phiền bạn nữa. Bạn cần biết rằng, nếu không có họ, việc cứu tinh về tài chính của bạn, bạn sẽ rơi vào ngày tồi tệ. Người tuổi Kỷ Dậu là người giỏi giữa mình và thích giải quyết, xử lý các vấn đề hay công việc, nhưng đừng hy vọng họ làm những việc mang tính cải cách. Họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn, nhưng lại thiếu tính sáng tạo, họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như người tuổi Kỷ Dậu biết những kiến nghị mà họ đề xuất được ủng hộ, thì họ sẽ đưa ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành tích. Tuy nhiên, người tuổi Kỷ Dậu đôi lúc cũng tiêu tiền vung tay quá chán, nhưng số tiền này chỉ tiêu cho bản thân họ. Họ rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thú sự thu hút chú ý của mọi người. Có lúc họ còn trang trí nhà và phòng làm việc của họ rất đẹp, bản thân họ cũng thích trang điểm. Người tuổi Kỷ Dậu cần đặc biệt xem trọng chức tước và bằng khen. Họ bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội đoạt được huy chương hoặc chức vị trong công việc. Tiền của họ ngoài việc tiêu cho gia đình nhỏ, còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình cảm tốt cho đồng nghiệp. Chỉ có một thứ mà bạn có thể nhận được từ họ miễn phí, đó chính là kiến nghị. Tất cả những người tuổi Kỷ Dậu đều rất cẩn thận trong mọi việc, là người cầu toàn, họ rất nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận mạnh mẽ. Khi xử lý bất kỳ vấn đề gì, đều thực hiện sau khi đã phân định rõ ràng kế hoạch. Đối với những người làm việc không theo quy tắc, họ sẽ cảm thấy khó hiểu. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu luôn là người thực tế, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền. Người tuổi Kỷ Dậu là những kẻ năng động, vì thế họ có sức khỏe tốt. Nếu bị bệnh thì họ cũng có khả năng hồi phục nhanh chóng. Đôi khi họ đảm nhận quá nhiều việc, khiến họ bị stress và trái tính, trái nết. Nam mạng theo thầy tử vi phương Đông, nam mạng Kỷ Dậu có chút vất vả ở tiền vận, nhưng từ trung vận trở đi thì cuộc sống vô cùng thanh nhàn, tài lộc của người tuổi này rất thịnh vượng. Công danh sự nghiệp thì ở mức bình thường, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 83 tuổi. Những người sống hiền lương, làm nhiều việc thiện tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Nữ mạng tử vi thấy rằng, Kỷ Dậu nữ mạng phải trải qua khá nhiều gian truân, vất vả ở tiền vận và trung vận, bước sang đến hậu vận mới được thảnh thơi, an nhàn tận hưởng những thành quả đã gây dựng được. Những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 86 tuổi, những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện tích phúc, tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Về mặt công danh, sự nghiệp, người tuổi Kỷ Dậu thường có khuynh hướng làm nghề tự do, nhưng họ cũng thích làm việc lớn cho xã tắc. Phần đông người tuổi Kỷ Dậu chủ yếu phát đạt về giai đoạn trung niên. Nhờ người tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên rất hàn vi khổ cực, song chủ yếu càng về sau càng phát đạt. Đa số người tuổi Kỷ Dậu hay nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn bè, người thân, con cháu trong gia đình. Họ có khả năng xuất nhập tiền tài rất lớn. Song cũng chính vì vậy mà long đong vất vả, họ cũng có được của cải đất đai của mình, nhưng phải bị tổn thất nhiều lần mới có được. Trong thương trường khi đầu tư, họ phải kiên trì và nhất thiết phải làm theo kế hoạch sẽ có gặt hái lớn. Người tuổi Kỷ Dậu nên khắc phục được những nhược điểm dưới đây.
thì mới mong thành tựu hơn trong cuộc đời. Tránh tâm lý thích hư vinh, phải chú ý thực tiễn khi đề ra kế hoạch, không được tha thứ mình khi gặp phải sai lầm. Khuyết điểm gạt bỏ tính ích kỷ, trong mọi hoàn cảnh khi giải quyết công việc, phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, trong mọi trường hợp phải đề phòng người khác giới xổ số, sẽ dẫn tới phá tan sự nghiệp. Trong canh trường gặp phải kiện tụng, biện pháp tốt nhất là tìm mọi phương sách để hòa giải. Khi gặp mất mát về của cải thì đừng kỳ vọng tìm thấy mà mất công tìm tòi. Người tuổi Kỷ Dậu quan hệ xã giao không được thuận lợi như các tuổi khác, nhưng lại có tài ăn nói thuyết phục người đời. Họ thường có biệt tài linh hoạt khéo léo, có khả năng nhìn rõ tâm tư sâu kín của người khác nên dễ tìm ra được phương pháp khắc chế. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Nam mạng Kỷ Dậu nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thành công thu về nhiều kết quả và lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nam mạng Kỷ Dậu không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi xung khắc với mình như Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Kỷ Dậu. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi, gặp nhiều trắc trở rủi ro, có được thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi chuyện phải hết sức thận trọng và giản dị. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì nam mạng Kỷ Dậu nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn thu về thành công, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Nữ mạng tuổi Hợp làm ăn. Kỷ Dậu nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Hợi, Nhâm Tý và Giáp Dần. Để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, tránh được rủi ro, sẽ càng thành công và mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ. Nữ mạng Kỷ Dậu không nên cộng tác hay kết duyên với những tuổi xung khắc với mình như Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Kỷ Dậu. Nếu kết hợp mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi, gặp nhiều rủi ro khó được thành công, sẽ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thế nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được sang kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì Kỷ Dậu nữ mạng nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Về mặt tài lộc, kiếm nhiều tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Kỷ Dậu khẳng khái, chính trực, quảng giao và quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền. Các hàng mỹ phẩm mỗi khi đưa ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi cho chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khá, bản thân mệnh cách tuổi Kỷ Dậu đã có số vượng tài, đặc biệt sau 55 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền tiêu xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán,
Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Kỷ Dậu nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Kỷ Dậu sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, tuổi Kỷ Dậu năng động, hài hước, luôn nổi bật trước đám đông và được nhiều người chú ý, vì thế mà họ có đời sống tình cảm khá phong phú. Những người này tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thật ra họ sống giàu tình cảm, dễ xúc động tổn thương. Tuổi Kỷ Dậu tính tình thẳng thắn, mục trực, họ có khi được thiện cảm với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết hơn, bạn mới có thể cảm nhận được lòng nhân hậu, tốt bụng và trung thành của những người tuổi Kỷ Dậu. Đối với những người này, gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là nguồn động lực đầu tiên giúp họ có thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua những thử thách. Dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu, người tuổi Kỷ Dậu ít khi bộc lộ, thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Họ thích được người khác ca tụng, nhưng lại vụng về trong cách khen ngợi, bày tỏ tình cảm với người khác. Tuổi Kỷ Dậu chỉ âm thầm thể hiện sự yêu thương, trân trọng của mình qua từng hành động ấm áp, ý nghĩa. Đàn ông tuổi Kỷ Dậu có xu hướng tìm kiếm cho mình người bạn đời có chung sở thích, tính cách và quan điểm trong cuộc sống. Họ hy vọng xây dựng một mối quan hệ hòa hợp vững chắc lâu dài. Dựa trên sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, dù được nhiều cô nàng chú ý, nhưng đàn ông tuổi Kỷ Dậu hết lòng chung thủy với tình yêu của mình. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, đem lại cuộc sống sung sướng, đầy đủ cho những người thân trong gia đình. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu là những người năng động, mạnh mẽ, trong tình yêu họ không quan tâm đến khuôn mẫu của xã hội, nếu thích ai họ sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Cô nàng tuổi Kỷ Dậu không bao giờ chịu an phận với cuộc sống của một cô gái yếu đuối tầm thường, họ cũng có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định trong cuộc đời mình. Khi đã lập gia đình, phụ nữ tuổi Kỷ Dậu toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con, họ có thể hy sinh mọi thứ để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân. Dù mạnh mẽ, nhưng phụ nữ tuổi Kỷ Dậu vẫn cần có một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, đường tình yêu của những người tuổi Kỷ Dậu không mấy may mắn, thuận lợi, họ phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm được ra cho mình một tình yêu trọn vẹn. Dù là người rất chung thủy, nhưng tình yêu của họ vẫn bị phản bội và gặp phải thất bại. Sự đổ vỡ ấy không hẳn hoàn toàn tại đối phương, mà cũng một phần do bạn quá nhạy cảm và nóng vội. Tình yêu của bạn phải có thời gian để tìm hiểu và phát triển. Đối phương sẽ bỏ chạy nếu như bạn quá hấp tấp, muốn kiểm soát, chiếm hữu người mình yêu. Nếu muốn xây dựng một tình yêu lâu dài, bền vững, phụ nữ tuổi Kỷ Dậu nên biết cách chủ động đúng lúc, không nên quá bạo dạn tự tin. Nam giới tuổi Kỷ Dậu thì cần phải học cách trân trọng đối phương, dành nhiều thời gian để xây dựng tình yêu của mình. Những cô nàng tuổi Kỷ Dậu thích hợp với chàng trai năng động, nhiệt tình, tốt bụng và hài hước. Còn đàn ông tuổi Kỷ Dậu nên kết duyên với những phụ nữ đảm đang, nhân hậu và vui tính. Tuy nhiên, người tuổi Kỷ Dậu nên nhớ rằng, chọn một người bạn đời phải dựa trên sự tin tưởng, yêu thương và thấu hiểu nhau, như vậy tình yêu mới có thể lâu dài, bền vững. Nam mạng, chuyện nhân duyên của tuổi Nam mạng Kỷ Dậu được chia ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch sẽ có thể phải trải qua đến 3 lần thay đổi trong chuyện tình yêu mới tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được với bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Nam mạng Kỷ Dậu được hạ sinh vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà vẫn chung sống hạnh phúc vì ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình cho đến trọn đời. Nữ mạng, chuyện nhân duyên của Kỷ Dậu nữ mạng được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 9 âm lịch có thể tính duyên sẽ phải trải qua thay đổi đến 3 lần mới được đến với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Theo tử vi tuổi Kỷ Dậu, những ai sinh vào các tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Những Kỷ Dậu nữ mạng được hạ sinh vào các tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của mình cho đến cuối cuộc đời. Về mặt sức khỏe,
Cung thọ từ chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm cả sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những hung hóa sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính là vì gặp những họa trên. Vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Kỷ Dậu sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng, lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Kỷ Dậu lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên của người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 qua các năm. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng, trong năm nay vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu có khá nhiều biến động, bản mệnh cần chú ý trong việc hợp tác làm ăn. Kết giao bạn bè nếu không thì dễ gặp phải tổn thất. Năm nay tiền bạc có thất thoát nhưng không phải quá nhiều, tập trung vào thời điểm đầu năm, đến cuối năm thì có cơ hội bứt phá. 2. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Sửu. Bước sang năm Sửu, bản mệnh phải chịu nhiều thử thách biến động, song do được trời cao trợ giúp nên mọi việc đều có thể vượt qua an lành. Có nhiều người lập được công danh hoặc phát tài nhỏ trong thời điểm này, tuy nhiên trong năm bạn cần phải cẩn thận họa huyết quang, tuy không quá nghiêm trọng. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Dần. Năm này là năm bạn gặt hái được nhiều thành quả đáng mừng trên phương diện làm ăn, bạn tìm được nhiều mối đầu tư, làm ăn triển vọng, lại nhờ con mắt tinh đời nên nhanh chóng phát hiện các nguy cơ, từ đó vượt lên trên đối thủ. Trong năm Dần, bản mệnh có thể mắc phải một vài căn bệnh vặt vãnh, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng vẫn cần chú ý chạy chữa. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Mão. Năm Mão tình hình tài chính không khả quan, việc đầu tư hợp tác đều gặp khó khăn ở một phương diện nào đó. May nhờ có quý nhân trợ giúp, vợ chồng đồng lòng nên không gây ra tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, năm nay bản mệnh không nên có tâm lý ăn mày, làm gì cũng cần hết sức cẩn thận, tập trung vào công việc chính của mình. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Thìn. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Dậu, bản mệnh có khả năng một bước lên mây trong năm nay, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp. Tất nhiên để gặt hái được thành quả cao thì bản mệnh sẽ phải khá vất vả, mệt mỏi, song thành công sẽ giúp bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên thuận lợi, bản mệnh tìm được nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Tuy nhiên, vì đầu năm gặp Bạch Hổ nên bạn có danh nhưng không có lợi, thậm chí còn gặp tổn thất nhỏ về tiền bạc. Đến cuối năm hung vận giảm bớt, tuổi Kỷ Dậu thậm chí nắm bắt được cơ hội phát tài bất ngờ, từ đó không phải lo chuyện chi tiêu. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Ngọ. Năm này có hung tinh chiếu mệnh hung cát song hành, vận thế bất ổn, có lúc nhận niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có lúc chịu tai vạ từ trên trời rơi xuống. Bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với mọi việc, chớ nên bỏ dở giữa chừng. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu có những bước chuyển biến đáng mừng khi bước sang năm Mùi, có người được nắm quyền hành trong tay, năm nay vận đào hoa nở rộ. Cả nam lẫn nữ đều có cơ hội gặp được người như ý, tiền bạc trong năm cũng dư giả, thậm chí có cơ hội còn tự tìm đến cửa, tuy nhiên làm gì bạn cũng vẫn cần tiết kiệm, thận trọng. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Thân. Vận trình của người tuổi này có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt trong năm Thân, việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều kế hoạch bị cản trở, thậm chí còn vướng họa thị phi. Bệnh tật khiến sức khỏe suy kém, may mắn vẫn có nguyên đức cát tinh phù trợ nên hung hiểm được giảm bớt phần nào. Năm này cần chú ý khi xuất hành, tránh gặp sự cố. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Dậu. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Dậu, trong năm bản mệnh, người tuổi Kỷ Dậu làm ăn gặp nhiều khó khăn, bế tắc, không có nhiều không gian để khẳng định bản thân phát triển sự nghiệp. Đặc biệt thời điểm đầu năm, bản mệnh cần hành sự thận trọng, nếu không dễ vướng họa thị phi, tài lộc hao tổn. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Tuất. Năm Tuất, người tuổi Kỷ Dậu gặp nhiều may mắn bất ngờ, việc cầu công danh đặc biệt thuận lợi, chuyện làm ăn kinh doanh cũng dần dần ổn định. Bạn thu được nhiều lợi nhuận từ các mối đầu tư của mình. Với những ai cần đi xa lập nghiệp thì hãy chú ý khi tham gia giao thông, giải tỏa căng thẳng kịp thời. Tuổi Kỷ Dậu gặp năm Hợi. Năm Hợi do bị thương quang chiếu mệnh
Con giáp này làm việc gì cũng khó khăn, nhiều sự cố phát sinh khiến việc khó lại càng thêm khó. Giữa năm có các tinh xuất hiện, bế tắc được giải quyết dần, song do tài lộc vẫn không thuận lợi, nên bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, tốt nhất vẫn nên hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Vận mệnh tuổi Kỷ Dậu theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng riêng. Người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tiết lập xuân thường có phần tốt, nhưng phải bôn ba khắp nơi ít được thảnh thơi. Sinh tháng 2. Người sinh vào tháng 2, người sinh vào tháng này thường được hưởng hạnh phúc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Sinh tháng 3. Là người thông minh, sôi nổi ưa hoạt động, nhiều may mắn, tay trắng lập nên nghiệp lớn. Sinh tháng 4. Là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán, số may mắn phú quý, có vợ hiền, con cháu hiền vinh, tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ. Đây là người có thể làm được mọi việc, nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Sinh tháng 5. Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuối đời gặp nhiều may mắn là người cung kính, lễ phép được mọi người quý trọng. Sinh tháng 6. Là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý, số có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, vợ hiền, vợ đẹp đảm đang, con gái vinh hoa. Sinh tháng 7. Sinh vào tiết lập thu tiết đẹp khí tốt, là người có chí khi lớn đáng tin cậy, sẽ lập nên nghiệp lớn, nếu là nữ giới sẽ rất thông minh, quyền thế hiển hách, ung dung tự tại. Sinh tháng 8. Bản tính thông minh, ứng biến linh hoạt trung thành nghĩa hiệp, số phận may mắn, luôn vượt qua được gian khó, sự nghiệp dễ thành. Sinh tháng 9. Là người quyền thế hiệp nghĩa, nhưng dễ nản chí trước khó khăn, số có gia đình bình yên, vinh hoa phú quý, một đời được hưởng hạnh phúc êm ấm. Sinh tháng 10. Sinh vào tiết lập đông dịu mát, có số thanh cao trường thọ, no đủ một đời thuận lợi, tuy có lúc gặp hiểm nguy nhưng nếu biết kiên trì vượt khó thì mọi việc đều tốt đẹp. Sinh tháng 11. Dù ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn hay gặp thất bại, không được giúp đỡ, làm ăn kinh doanh khó khăn, nếu làm chủ mình kiên cường vượt qua gian khó cũng nên nghiệp lớn, là người bảo thủ nhưng khiêm nhường, có chí nhưng không gặp thời, hay âu lo phiền muộn. Sinh tháng 12. Số nghèo khó, khắc cha mẹ, anh chị em nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Kỷ Dậu sau 55 tuổi. Câu chuyện Phật dạy bày rùa thức tỉnh bao người, câu chuyện về sự ngu dốt dưới đây là lời cảnh tỉnh cho những người thiếu hiểu biết, không nhìn xa trông rộng. Ngày xưa, có một bầy rùa đông đúc, sống dưới gốc cây đại thụ, trong bầy có một con rùa chúa, tiền nhân của Đức Phật Thích Ca rất thông minh, có thể đoán trước được những việc sắp xảy ra. Trên cây đại thọ có một bầy thằn lằn, thường hay tự thả mình từ trên nhành cao xuống để khoe tài với bầy rùa ở dưới. Bọ rùa lấy làm khâm phục, rùa chúa thấy thế mới bảo bọ rùa rằng: "Các ngươi không nên ở chỗ này vì cách hành động của bọn thằn lằn có khi sẽ làm cho chúng ta mang họa, vậy các ngươi nên theo ta mà đi ở một nơi khác, yên ổn hơn." Trong bọ rùa có nhiều con nghe theo rùa chúa đi ở chỗ khác, nhưng có những con cứng đầu không chịu đi, khuyên bảo mãi không nghe, rùa chúa đành bỏ đi ở nơi khác, với bầy rùa biết vâng lời. 10 ngày sau có một đàn voi đi ngang qua, đến nghỉ dưới gốc cây đại thụ. Bấy giờ, những con thằn lằn cũng như mọi ngày, biểu diễn để rơi mình xuống đất, chẳng may có con rơi vào lỗ tai một con voi, voi bị nhột khó chịu kêu la ầm ĩ. Cả đàn voi tưởng như có dã thú đến hại, hoảng kinh chạy tán loạn, bọ rùa ở dưới gốc cây không tránh kịp, bị đạp chết rất nhiều. Câu chuyện về sự ngu dốt đã cho thấy lời Phật dạy, trí tuệ là gốc của muôn hạnh lành, ngu si là nguồn tội lỗi quả không sai. Con người sống phải biết bồi đắp trí tuệ, nhìn xa trông rộng, nếu mãi hạn hẹp thì tai họa sẽ đến lúc nào không hay. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Bính Ngọ đổi đời giàu có hơn người sau 58 tuổi âm. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.